小哲。咋？我列在厨房去。然后找借火店了。咋？啊，你俩当哥们。我当哥们。我这个工人们。要过。你们没了。不，em không có ai đi cùng lại đi một mình không? Tình báo đâu. Làm đều ở trong á. Sao đây? Cảm ơn. Tán ít rồi nha, tán nhiều quá tí vào này. Biết mẹ em rượu thì thôi. À, đi lên đây à? À. À, đây đây, nó có đường đây. Thế mình lại không biết mình đi đường này. Đây. Ôi. Tí cột người anh được. Thuốc này tắm xem nó thế nào. Cái này chưa đặng, nhưng mà đặng nhưng mà đuôi. Ví dụ như ngày xưa nhá, vừa đẻ con xong ấy, con vừa lặn lòng xong ấy, là mẹ người ta trước khi sắp đẻ người ta đun sẵn nước rồi, xong là pha sẵn nước rồi, người có cho người, nếu mà ngày xưa người ta tự đẻ
là cảm thấy đau đẻ, người ta tự pha nước như là này, pha vào thùng sẵn, xong là đẻ xong người ta vào thùng tắm luôn, mà hồi sức rất là nhanh. Nên là thường phụ nữ người Dao như kiểu dân tộc khác người ta kiêng cả tháng không tắm hay không gội đầu nhá, người Dao 3 ngày tắm gội luôn. Bây giờ dân tộc khác cứ sinh con kiểu tầm tắm như thế này. À tắm vào đây à? Chui coi như là tí pha nước xong là chú cháu thoải mái vào ngâm người ấy. À thế à? Tốt nhỉ. Vào tắm nhỉ. Tắm hả?